Sau khi mang thai tự nhiên và sinh con đầu lòng, chị Nguyễn Thị An, 30 tuổi ở Lào Cai, cũng tiếp tục có thai tự nhiên. Nhưng không may, lần mang thai thứ hai, chị An lại được bác sĩ chẩn đoán là túi thai trống. Vì vậy, để chuẩn bị kỹ lưỡng cho lần sinh con tiếp theo, chị An đã cùng chồng tới Bệnh viện Nam Học và Hiếm Muộn Hà Nội để mang thai theo phương pháp thụ tinh trong ống nghiệm IVF. Đợt này, chị An được các bác sĩ tư vấn tham gia chương trình ươm mầm xanh bảo hành IVF. Đối với chị An và nhiều cặp cha mẹ khác, đây là một sự an ủi, động viên lớn của bệnh viện. Đối với tất cả các cha mẹ khi mà đến đây thì hầu như là cũng đã có một cái tâm lý rất là lo lắng rồi. Ngoài về tâm lý ra thì còn cả về mặt kinh tế nữa. Về cái chương trình này cũng đã giảm thiểu một cái phần nào đấy cái tâm lý cho bố mẹ khi mà mình thực hiện cái quá trình làm tại bệnh viện. Ai đến đây cũng đều sẽ mong muốn là mình sẽ thành công luôn ngay từ lần đầu tiên. Nhưng mà sẽ có một số người mà không may mắn thì đây là một cái chương trình để hỗ trợ cho mọi người cả về mặt tinh thần cũng như là về mặt kinh tế. Hiện nay, chi phí làm thụ tinh trong ống nghiệm tại Việt Nam dao động từ 80 đến 100 triệu đồng, trong đó chưa kể đến các chi phí đi lại, ăn uống. Vì vậy, theo các bác sĩ, hành trình tìm con của các gia đình hiếm muộn là một hành trình dài. Hành trình này không chỉ gặp nhiều vấn đề về tâm lý mà còn gặp phải rào cản lớn về kinh tế, đặc biệt là đối với những cặp vợ chồng từng thất bại nhiều lần trong hành trình tìm con. Thực ra về cái tài chính điều trị làm thử nghiệm người ta cũng gần như tự phải chi trả chứ chưa có được bảo hiểm. Đấy, và đặc biệt những cái vợ chồng trẻ mà trong kinh tế nó chưa ổn định thì người ta gần phải bỏ ra toàn bộ những cái chi phí đó. Khi các bệnh nhân đến đây khám tư vấn ấy thì bản thân là các bệnh nhân đều mong muốn là thành công và bản thân bác sĩ cũng thế. Tuy nhiên luôn luôn chúng tôi cũng nhấn mạnh rằng là gì? Chúng ta phải đối diện một cái sự thật là sẽ có một nhóm tỷ lệ là không được. Xuất phát từ cái chuyện đó thì ban lãnh đạo bệnh viện cũng có một cái thực hiện cái chương trình như thế này. Và chính cái sự hỗ trợ này sẽ giống như kiểu là một cái động lực thôi để giúp các bạn nào mà chưa thành công các bạn có một cái cơ hội có thể các bạn điều trị tiếp cho lần 2, lần 3 vân vân. Được biết, chương trình ươm mầm xanh bảo hành IVF được áp dụng khi bệnh nhân đăng ký tham gia chương trình và chọc hút noãn tại bệnh viện trong thời gian từ ngày 6 tháng 11 năm 2024 đến ngày 30 tháng 4 năm 2025. Nếu quá trình chuyển phôi không thành công, bệnh nhân sẽ được hoàn lại toàn bộ chi phí thụ tinh trong ống nghiệm, bao gồm chọc trứng, tạo phôi, nuôi phôi 3 ngày, một lần chuyển phôi.